Tuổi của bạn khá là trẻ, như tôi nói cái phần về dịch tễ mà nói thì bệnh đối với bệnh ung thư biểu mô tế bào thận thì thường gặp ở cái lứa tuổi từ 60 đến 70 tuổi, với tuổi trung bình là 64 tuổi. Tuy nhiên thì người ta cũng gặp những cái nhóm nhỏ, đó là những cái bệnh nhân mà có cái tuổi dưới 40 tuổi, thậm chí là những tuổi trẻ hơn, những nhóm bệnh nhân mà đã từng có cái tiền sử điều trị bệnh ung thư hoặc là điều trị phải phơi nhiễm với một số các cái thuốc ức chế tủy. Thì khi ở cái tuổi niên thiếu, tuổi nhỏ của mình thì nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ bệnh dưới 40 tuổi, nhưng phần đa đây là bệnh của những người trung niên. Trong cái bệnh sử mà bạn đã gửi cho chúng tôi thì ở đây nó có một số các cái thông tin nó chưa được rõ ràng. Tôi cũng xin phép đưa ra một vài các cái gợi ý đối với bạn. Thứ nhất là ở đây thì bạn nói là các bác sĩ nghi ngờ là bệnh của bạn là ở trên tuyến thượng thận. Thì chúng ta lưu ý là tuyến thượng thận và thận là hai cái từ nó khác nhau ở chữ thượng đấy ạ. Thận là một cái tạng trong cơ thể nằm ở phía sau phúc mạc, nó gồm có hai thận và nằm ở phía lưng. Và phía trên tôi xin mô phỏng cái thận của mình nó gần như là hạt đậu hình chữ C, thì phía trên thận nó sẽ có một cái tuyến nó như cái mũ, như con gà nó có cái mào ở trên đầu ấy ạ, thì đấy là tuyến thượng thận. Và bệnh lý của thượng thận thì lại là một bệnh lý riêng biệt, không liên quan đến bệnh lý của thận. Cái thứ hai nữa là thường bệnh lý của tuyến thượng thận thường là nơi di căn của rất là nhiều các bệnh lý khác, đặc biệt là ung thư phổi. Thế thì cho nên là chúng tôi cũng không rõ là cái giải phẫu bệnh của mình cụ thể là loại giải phẫu bệnh gì, để cho chúng tôi có thể có cái lời tư vấn sát hơn với bạn. Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh với bạn ở đây là bạn có dấu hiệu bị đau vai gáy rồi đau sống lưng vân vân, thì tôi cũng và có nói là bác sĩ có nói là bạn bị tổn thương chèn ép dây thần kinh, thì thứ nhất là bạn cần phải khám, bạn phải trao đổi với bác sĩ điều trị ung thư của bạn là phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa về thần kinh hoặc ngoại thần kinh xem là cái tổn thương của bạn có chèn ép hay không, về có nó phải là một cái tình trạng chèn ép tủy mà có thể giải ép được hay không. Bởi vì nếu như những cái trường hợp chèn ép tủy, chúng tôi được gọi là một trong các cấp cứu hoặc là cấp cứu có trì hoãn của bệnh ung thư. Và cũng phải xin chia sẻ với các bạn là từ khi khoa ở bệnh viện ca có thêm cái chuyên ngành phẫu thuật ngoại thần kinh ở bệnh viện chúng tôi thì cũng mang lại nhiều các cái điều kỳ diệu cho người bệnh. Tôi xin chia sẻ một cái ca bệnh khác là chúng tôi có một cái bệnh nhân, anh ấy bị ung thư tuyến tiền liệt nhưng mà rất là oai oăm, mà nó di căn một cột sống và đặc biệt là cột sống cổ. Thì nếu như cột sống cổ thì chúng ta biết rồi, những cái tổn thương chấn thương mà ngang từ tủy cổ tủy ngực thì có thể làm cho bệnh nhân là liệt hoàn toàn liệt tứ chi và thậm chí liệt cơ hô hấp, có thể phải thở máy suốt đời. Bệnh nhân đấy thì đến với chúng tôi với cái triệu chứng ban đầu chỉ là đau cổ vai và tê tay một chút thôi, nên chúng tôi đã hội chẩn với bên chuyên khoa ngoại thần kinh và các anh ấy đã rất là mạnh dạn, phải nói là các anh ấy đã giúp cho chúng tôi như là một cái cánh tay nối dài trong cái chuyện là kiểm soát tình hình. Bệnh nhân được thay đốt sống, thay tức là các cái kỹ thuật về vật lý và thay cái phần các cái vật liệu thay thế cái phần xương bị tổn thương, và sau đó bệnh nhân ngay sau phẫu thuật đã được giải phóng cái ép tủy sống. Không những là giảm đau mà cái quan trọng nhất đối với chúng tôi là cái cột sống, cái phần tủy cổ được bảo vệ, và chúng tôi tránh được những cái nguy cơ mà bệnh nhân bị liệt cắt ngang qua tủy cổ thì sẽ dẫn đến là suy hô hấp và thậm chí thở máy suốt đời. Thì đấy là một cái, và sau đó thì với cái sự hỗ trợ của các bạn đồng nghiệp bên chuyên ngành ngoại thần kinh thì chúng tôi mới có bệnh nhân ổn định, chúng tôi mới có thể là tiếp cận đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng những cái phương thức hiệu quả khác nhau. Thế thì quay trở lại trường hợp của bạn thì những cái triệu chứng như đau vai gáy rồi đau lưng vân vân thì tôi nghe cái mô tả của bạn là tôi phải rất là cảnh giác. Tôi phải đề nghị bạn là trao đổi lại ngay với bác sĩ của mình xem là có các cái tổn thương về thần kinh hay không, mức độ như thế nào. Và hoặc là bác sĩ sẽ phải tư vấn ngay như trong khoa chúng tôi, nếu thấy như này là ngay lập tức bác sĩ nội khoa phải làm được cái việc gì ạ? Phải cho bệnh nhân đeo những nẹp cổ hoặc là nẹp cột sống, mặc những cái áo như cái áo chấn thủ đấy ạ. Hoặc là nẹp các cái cột sống để mình tăng cái độ vững cho cột sống, tránh những cái chấn thương và đặc biệt là bảo vệ cái tủy, hệ thống tủy dọc theo cái trục của cơ thể. Thì đấy là cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ngay, bảo vệ ngay. Chúng ta phải coi đấy là như một cái cấp cứu có trì hoãn. Thế còn thì ở đây bạn nói thêm vấn đề thứ hai là bệnh cắt thận một bên, thì tôi cũng không rõ là cắt thận nó nguyên nhân gì, là bệnh ung thư thận hay là ung thư tuyến thận hay là vấn đề gì thì tôi chưa được biết rõ. Bây giờ vẫn còn đau, và nếu như bạn có tổn thương xương thì chúng tôi sẽ điều trị thêm một số thuốc như là bifosphonate, hoặc là gần đây nó có một số các cái thuốc thuộc về các cái kháng thể, nhưng mà cũng là với cái mục đích là tăng cường cái tái tạo lại cái hệ thống xương đã bị phá hủy do tế bào ung thư. Bạn có hỏi thêm là bạn mới lập gia đình mà chưa có con, thì cũng xin chia sẻ với bạn rằng là tôi rất là động viên bạn hãy cố gắng đồng hành để điều trị bệnh. Vấn đề có con thì nó cũng có rất là nhiều các cái tình huống, thì mình cũng có thể là nếu như trước khi mình chuyển hóa chất thì mình cũng có thể thêm một cái giải pháp nữa, đó là tích trữ tinh trùng. Chúng tôi thường là trao đổi với bệnh nhân cũng như người nhà cũng như là với vợ bệnh nhân về vấn đề cái chuyện tương lai như thế nào, quyết định có con ra làm sao, và chúng tôi thường là tích trữ tinh trùng đông lạnh ấy.
cho người bệnh, và sau này thì tùy theo cái mức độ sức khỏe, cái quyết định có con như thế nào đối với gia đình thì chúng tôi sẽ bàn bạc, và chúng ta có thể làm các cái biện pháp thụ tinh nhân tạo hoặc là có các biện pháp khác để mình có một cái nguồn tinh trùng khỏe mạnh trước khi tiếp xúc với hóa chất. Còn bạn đã truyền hóa chất rồi thì cái việc bạn có con như thế nào thì chúng tôi thực sự là không, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được câu hỏi này, mà bạn cũng không phải là người đầu tiên. Nhưng mà và kể cả chúng tôi cũng tìm hiểu trong y văn, đối với phụ nữ có thai, đối với phụ nữ có thai thì mà bị ung thư thì chúng ta đã thấy rồi, chúng tôi có những cái chỉ dấu rất là rõ rệt trong thai kỳ nào thì được dùng loại hóa chất nào, thai kỳ nào thì không ảnh hưởng đến em bé, nó có y văn nó rất là rõ. Và chúng ta đã thấy rất là nhiều điều kỳ diệu ở bệnh viện chúng tôi là có những người phụ nữ mang thai mà chúng tôi vẫn cố gắng để giữ được mẹ, giữ được con. Tuy nhiên đối với nam giới, những cái việc ảnh hưởng của hóa chất đến chức năng sinh sản của nam giới thì y văn hoàn toàn là không thống nhất. Và nhất là trong quá trình mà đang điều trị hóa chất thì bạn rất nên là phải sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả để cái việc có thai tại thời điểm này là không phù hợp đối với vợ bạn, đối với như vậy, bởi vì chúng tôi cũng không có dám đảm bảo rằng là cái việc hóa chất đã truyền cho bạn nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tinh trùng, các cái đột biến gen trong tinh trùng đấy như thế nào. Thì bạn rất nên là tôi không nói là bạn phải kiêng sinh hoạt tình dục, nhưng nếu bạn sinh hoạt tình dục thì bạn cần phải tình dục an toàn trong giai đoạn này. Và tôi rất là khuyến khích bạn là ngay lập tức sau buổi tư vấn này bạn hãy liên hệ lại với bác sĩ điều trị hóa chất của bạn, xem là cái tổn thương cột sống của bạn đến mức độ như thế nào, cần phải can thiệp các cái gì nó một cách tích cực hơn để bảo vệ cái cột sống của bạn. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là bạn nên quan tâm.